Bắt nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đánh bạc, công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh bắt giữ nhóm 11 người Trung Quốc, trong đó 10 người nhập cảnh trái phép có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng. Sáng ngày 23 tháng 8, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng công an thành phố Móng Cái bắt giữ 11 người Trung Quốc đang bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng, trong đó 10 người nhập cảnh trái phép. Cụ thể, rạng sáng ngày 21 tháng 8, công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện bắt giữ nhóm 11 người Trung Quốc thuê nhà tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc. Thời điểm kiểm tra, công an thành phố Móng Cái phát hiện, tạm giữ của nhóm này 4 máy tính sách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 SIM điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng, 8 bộ phát wifi, cùng một số đồ vật liên quan. Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan chức năng xác định, nhóm người trên thông qua một người ở thành phố Móng Cái để thuê nhà, lắp đặt thiết bị để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc, số này hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài. Công an thành phố Móng Cái trao đổi thông tin với cục công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, được biết, cả nhóm đang bị cục công an thành phố Đông Hưng truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lúc 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, công an thành phố Móng Cái chủ trì, phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao người đồ vật và các tài liệu có liên quan cho công an thành phố đông hưng xử lý theo thỏa thuận hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai bên biên giới